Xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn mọi người một bức tranh phong cảnh. Tạm gọi bức tranh này là ngõ nắng hoặc là ngõ hoa cũng được. Hiểu điểm nhấn của nó là những cây hoa giấy với lại cái ánh nắng nó đổ xuống mặt đường. Thì trước tiên mình sẽ phác hình các cái bố cục chính của ngôi nhà và các cái bụi cây, ô cửa sổ. Nói chung những cái chi tiết to, còn những chi tiết nhỏ thì mình sẽ bỏ qua, mình sẽ nên mảng màu sau đó mình mới hoàn thiện. Phá các cái mảng lớn trước. Cái màu phác thì tùy theo sở thích mỗi người thôi, nhưng mà cũng không nên màu đậm quá. Xanh đen hoặc là vàng cam hoặc nâu đất, nâu đỏ đều được. Nhưng mà lời khuyên là không nên quá đậm, tại vì khi mình nót đậm quá, mình phác đậm quá thì khi mình nót thì nhiều cái màu, cái mảng màu nó nhẹ, nó không che được, nó phải nhiều lớp nó mới che được. Đó, sau khi mình phác xong thì mình sẽ nót từ xa lại gần. Cụ thể đây là cái bầu trời. Bầu trời thì bao gồm những cái màu trên cao đó là cái màu xanh, xanh trời hoặc xanh biển cộng với trắng, xuống dưới là cộng trắng tăng lên và thêm một chút hồng. Và tiếp theo là cái lớp cây xa nhất, tiếp xúc gần nhất với bầu trời, lớp cây xa nhất thì là mình sẽ tăng xanh nước biển lên và một chút đen. Nghĩa là từ cái bầu trời đó mình tăng thêm màu nước biển và thêm một chút đen, màu nước biển cộng một chút màu trời. Đến cái bụi gần tiếp theo thì vẫn là gam màu đó thì mình lại giảm trắng đi, tiếp tục tăng màu nước biển và một chút đen lên thì nó tạo ra những cái độ xa gần đậm nhạt, để nó đẩy không gian nó sâu hơn. Khi mình chấm những cái đoạn này thì mình lấy những cái bút lông cứng mọi người nhé. Nhưng cụ thể ở đây là bút cán trắng, mọi người có thể tham khảo cái bộ bút này, hình ảnh mình ở để dưới cái phần mô tả của video, hướng dẫn mua màu bút cho những người mới bắt đầu hoặc là những người chuyên nghiệp cũng đều dùng các cái cọ giống nhau. Đấy, đến cái lớp tiếp theo thì bắt đầu tăng màu đen nhiều hơn, cứ tăng màu đen lên, tăng màu đen lên và tăng xanh nước biển vào, một chút xanh lá cây. Ở đây thì mình dùng xanh lá cây đậm mọi người nhé. Tiếp tục nốt cái phần nền của bụi cái cây hoa giấy bên trái. Vẫn là gam màu đấy, nhưng mà lại đen nhiều và bắt đầu không còn tí trắng nào nữa. Cái bụi trước đó thì vẫn có chút trắng và xanh trời với xanh biển, còn phần này thì chủ đạo nó đen. Đấy, khi mình nót xong thì mình sẽ cộng thêm vàng vào để chấm lấy các cái khối chính của cái cây hoa giấy. Đấy là cái phần lá. Cộng ngay thêm vàng vào để mình nót cho nó có một chút khối chính ban đầu, mảng chính, mảng lớn. Rồi sau đó thì sang cái phần mái nhà bên phải thì màu này bao gồm màu trắng, một chút đen, một chút hồng sen và một chút màu nước biển. Để nó ra cái màu hơi gọi là xanh tím. Cái điểm này thì mọi người chú ý là nó là ở trong tối đấy. Đấy, đến cái bóng nắng này nó cũng là vẫn là gam màu đấy, bắt đầu mình thêm trắng và thêm một chút vàng ấy. Vẫn cái gam màu nót bức tường trong tối đấy. Đấy, và nót màu đường và cái màu tường bên tay trái này thì là mình tăng trắng lên và tăng vàng từ cái màu cũ của nó.
Và cái màu đường này thì nó gần giống cái màu ở cái bụi cây sa. Đấy, nhưng mà mình có tăng thêm một chút hồng vào. Nó đậm hơn cái màu ở bụi cây sa kia một chút, tăng thêm chút hồng. Ở bên góc mép tay phải thì tăng thêm một chút đen và xanh lá cây. Cái phần tối của cái cây hoa giấy bên bên phía nhà thì cũng tương tự như cái màu bên cây hoa giấy bên trái. Nhưng bên này mình nót nó sáng tối ấm hơn một tí thì tăng màu vàng vào. Tăng thêm màu vàng nhiều hơn và có một chút hồng. Cho cái phần vừa tô đấy thì lại tăng thêm màu vàng và màu màu xanh da trời. Khi mọi người nót lúc ban đầu nó có đậm nhạt sáng tối luôn ấy, thì khi mình đẩy hoàn thiện nó nhanh hơn. Và khi mình nót xong ấy nó có khối, có sáng tối. Để đến lúc hoàn thiện nó nhanh hơn. Cái phần mép cỏ bên trái thì mình sẽ là màu vàng cộng một chút hồng sen cộng một chút xanh lá cây. Đấy, cả cái phần cây cỏ bên trái cũng vậy. Cái phần đậm thì lại tăng xanh và tăng đen lên, vuốt lên từ dưới để hai cái màu sáng tối nó chuyển nhau. Bụi cây thì cũng tương tự thôi, xanh đen. Chỗ nào sáng thì tăng thêm vàng. Và con chỗ xanh lạnh ấy thì mình tăng thêm xanh trời vào. Thì nó xanh cái màu nó hơi lạnh lạnh đi. Còn ấm thì mình sẽ tăng vàng và tăng một chút hồng. Đó, cái phần mà bóng sáng vừa tô đó thì nó cũng giống cái màu của bụi cây sa thôi, tăng thêm tí đen. Ô cửa thì mình vẽ toàn màu đen là chính. Đấy, cái phần mép góc cửa thì nó giống cái màu ở ngoài tường và tăng thêm xanh và tăng thêm hồng. Xanh nước biển và hồng. Và cái bờ tường, tiếp tục đẩy bờ tường lớp thứ hai thì mình từ màu đó mình tăng trắng, tăng vàng lên một chút hồng nữa để tạo ra các cái lớp mà nó kiểu ánh sáng nó phản quang, nó làm cho cái bề mặt nó thay đổi sinh động hơn, chứ không phải là một mảng màu bệt. Bên tay trái cũng tương tự, đang tăng thêm một chút đậm đậm ở để những cái chỗ kiểu bóng đổ của cây chẳng hạn. Và bên dưới mép cây, mép tường, những chỗ bóng nắng thì vẫn là những cái màu xanh tím nữa, và thêm nhiều trắng và thêm chút vàng, chút hồng. Đấy, tiếp tục những cái đoạn đậm ở bên mép tường, ở bên dưới dưới tán cây thì tăng xanh nước biển và tăng đen từ màu cũ của nó. Màu này thì là màu giống màu bụi cây sa, tăng thêm đen và tăng thêm hồng. Màu này thì giống màu của bức tường, sáng hơn một chút. Màu này thì mình tăng hồng nhiều hơn một chút và thêm tí đen. Màu này cũng là màu xanh đen với một chút hồng. Các cái đường mép ngói cũng đều là xanh đen.
Đấy, những cái chỗ khoảng tối thì mình vừa mới đẩy thêm một chút xanh da trời vào, sáng phần dưới lên, ở sát mép mái ngói thì tăng đen. Những cái đoạn mà màu hồng và cộng với màu màu cam cộng một chút trắng để chấm nốt cái hoa giấy bên tay trái. Màu cam cộng màu hồng đào, à cộng cam cộng màu hồng sen cộng một chút trắng nhé. Ảnh của bước này thì mọi người cũng tải ở cái phần bên dưới, link bên dưới là các cái link link ảnh mình có cái bài cơ bản mình cũng để đấy, thì mọi người muốn lấy cái ảnh này để về làm mẫu thì mọi người vào cái link ở bên dưới video mẫu ảnh, các mẫu ảnh cơ bản đấy mọi người tải về xem trên điện thoại hoặc là in ra tờ A4 xem nó dễ. Đấy, chấm nốt tất theo những cái tán mà mình đã nốt sơ trước đó, những tán tán lá đấy cũng cũng chấm vào đôi chút để sót lại những cái màu lá ở dưới chỗ kín chỗ hở, là khối to khối nhỏ. Chỗ tối thì mình sẽ tăng tăng màu hồng lên, màu hồng sen lên. Chỗ này thì mình do mình dê video sang nó hơi bị khuất một chút. Thì cái màu đang chấm là màu hồng sen mọi người nhé. Nguyên hồng sen thôi. Đấy, khi đẩy sáng ấy, thì mình sẽ cộng thêm một chút hồng đào ấy. Chấm cây với chấm hoa ở cái bài này thì chủ yếu mình dùng bút cán trắng. Bút cán trắng này vẽ là dùng rất nhiều trong tranh phong cảnh. Bởi vì nó ưu ưu điểm của nó là chấm nó tơi và có thể chấm dày sơn và vẫn tơi được. Nên là những cái cây hoa giấy hoặc là những cái phong cảnh châu Âu ấy, dùng cái bút này rất là nhiều. Một loại bút nữa bọn bên Tây nó hay dùng nó là bút gọi là bút quạt đấy, hay là bút bút mình gọi là bút đuôi công cũng được, bút xòe xòe đấy. Cái bút thì mọi người mới học chấm rất là khó, không kỹ thuật chấm thì nó cứng. Và tiếp theo khi bên trái nó khô khô rồi thì mình chấm nen, chấm xen kẽ cái màu xanh lá vào, thì vàng cộng với xanh nó ra cái màu xanh lá này xanh lá non. Đấy, chấm xen kẽ vào cái màu màu hoa trước đó và chấm cho nó lan chu vi ra thêm một chút cho cái cây nó đỡ cứng. Cái mẫu này thì mình cũng lấy ở trên Pinterest thôi, hoặc là mình có biến tấu một chút ở cái cây đang chấm nên là cái cây mình biến tấu, còn trên mẫu Pinterest thì mẫu này cái cây đấy nó chỉ là màu xanh lá thôi. Cái điểm nhấn của nó là cái ánh nắng đổ xuống đường và cái cây hoa giấy bên nhà thôi, bên phải thôi. Còn cây bên này nó là cây màu lá xanh bình thường, nhưng mình muốn cho nó rực rỡ thì mình chuyển nó thành cái cây hoa giấy tất. Vừa chấm thì bổ sung cái phần đậm, những phần đậm cây để cho độ tương phản nó mạnh. Gốc thì cứ xanh đen mà vẽ thôi, hoặc là nguyên màu đen. Để xong mình đẩy sau. Phần vẽ cây thì mình lấy bút mềm nhé. Cụ thể ở bước này thì là lấy bút cán nâu hoặc cán màu vàng hoặc là màu xanh lá cây đều để vẽ cành cây, thân cây là rất là dễ. Vẽ cành cây, thân cây vẽ bút cán trắng thì nó tòe không vẽ được, không đi được nét nét nhỏ. Mọi người muốn học một cách dễ dàng và chuyên nghiệp hơn thì
đăng ký mua khóa học online của mình thì bao gồm là rất là nhiều những cái bài vẽ chi tiết từ cơ bản đến nâng cao, có rất nhiều khóa cho mọi người lựa chọn, có cả khóa cơ bản, khóa nâng cao, khóa về chuyên các cái dòng tranh tường, giả gỗ, giả đá, trần mây đều có, chia các khóa thì tùy theo nhu cầu của mọi người. Muốn chuyên sâu về cái khóa nào thì mình đăng ký học khóa đấy, nó cũng cơ bản là giá rất là phù hợp cho mọi người mới bắt đầu. Khóa cơ bản thì hiện tại thời điểm này là đang 2023, khóa cơ bản thì có 500.000 thôi, khóa thấp nhất. Còn các khóa khác thì cao hơn, mọi người có thể tham khảo các cái đường link mình để bên dưới video. Đều có cả mọi người vào tham khảo. Mình không muốn báo giá các cái học phí cụ thể bởi vì còn theo theo năm nữa. Theo giai đoạn sau này có thể sẽ tăng theo nhu cầu các cái bài video nó tăng lên dần, với hai là đồng tiền nó trượt giá. Và cái phần vẽ cái mái ngói thì mình vẫn để nguyên đậm nhạt như lúc nốt đó, xong bắt đầu mình đi tỉa vào bằng bút tỉa mọi người nhé. Bút tỉa thì mọi người thấy không? Có cái dòng nước nó chảy xuống ấy. Màu này đến là do mình làm loãng sơn này, mình dựng đứng cái bảng màu thành ra là nó chảy. Đấy, dừng lại đây là mình đi làm một chút sáng tối cho nó, mình bôi sáng tối xong bắt đầu mình tỉa, chính xác là phải bôi sáng tối trước khi tỉa để cho nó có đậm nhạt đấy. Đấy, phần này đang đi đẩy thêm sáng này, tăng trắng này, di cho nó thứ nhất dày sơn, thứ hai là nó có thêm các cái độ xốp sáng tối. Bức này cảm giác như là cái bức tường nó sáng hơn cả cái phần sáng ở ở phần ánh nắng này, nhưng mà đấy là do cái chất liệu nó khác nhau. Bờ tường người ta sơn màu gần như là màu trắng, ở trong tối thì nó sẽ chuyển ra cái màu đấy. Còn cái phần ngói kia, phần gần như là mái gỗ, nó bị xám xuống, tuy nhận ánh nắng nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng cái màu gỗ nó xám, cho nên nó cảm giác nó tối hơn phần tường. Nhưng mà khi mình hoàn thiện xong ấy, thì cảm giác như mọi người nhìn bên trái ấy, nó cảm giác ánh nắng nó vẫn sáng hơn ở cái phần phần tường. Có thể nhìn bé này ở trong điện thoại hơi khó, mọi người tải về zoom lên để nhìn chi tiết cái mái ngói. Ngói này như kiểu bên Việt Nam mình ở trên Hà Giang nó gọi là ngói âm dương, phần trên thì gần như là ngói âm dương, còn phần dưới là nhiều đầu nập gỗ. Nhưng mà theo những cái video này thì gần như là mình theo những bức này thì mình cảm giác như là bức gốc của người ta là nập gỗ tất chứ không phải ngói âm dương trên Hà Giang. Những miếng gỗ mình không biết nập thế nào. Bức tranh này gốc thì của nước ngoài chứ không phải của Việt Nam, nhưng mà mình vẽ bức này thì mình có biến tấu một chút ở cái phần xa xa, xa xa chưa phải xa lắm, ở cạnh cái nhà bên trái này là mình biến tấu thành bụi tre cho nó giống giống cảnh Việt Nam hơn. Thì cảnh này về cơ bản là Việt Nam cũng có thể có, mỗi cái mái ngói thì cảm giác hơi hơi khác khác một tí, giống trên miền núi hơn. Còn cái cảnh ở dưới thì cảm giác giống ở dưới nông thôn, cái cảnh này cũng không phải là cảnh phố. Khi mọi người chép tranh ở bất cứ một cái tài liệu nào thì không nhất thiết mình phải vẽ giống y hệt, mình có thể biến tấu đi theo sở thích hoặc ý muốn của mình cho nó phù hợp, sáng tạo. Còn cơ bản thì ở Việt Nam mình nó cũng chưa có cái luật bản quyền nó cụ thể lắm, nên là mọi họa sĩ thì vẫn đang tự do thoải mái mà sao chép các thứ cũng không cần phải xin phép cấp phép gì cả. Đấy, đi dặm thêm cái phần ở dưới cho nó đủ tối đó. Và cái phần tường bên tối này cũng đẩy sáng một chút. Mình vừa đi tỉa cái phần như cái phần kèo hoặc là cái ở quê mình nó gọi là cái đòn tay để đỡ cái mái, chạy 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 ngang theo cái mái để nó đỡ cái mái.
Mình đang pha màu đấy là đẩy để đẩy thêm phần tường. Vẫn là pha lại màu cũ thôi, cái ba nét này là mới rồi. Bức này là mình vẽ sau khi đi Hà Giang về. Trước khi đi Hà Giang thì nót, xong rồi sau đi Hà Giang về thời điểm này là sau về đẩy tiếp. Cái phần đẩy thì là nó là trắng, hồng, đỏ, tí vàng, có tí xanh nước biển. Đẩy vào thêm những khoảng tối. Cái phần tường này cũng có thể mọi người vẽ bằng bay, lấy bay gạt cũng được, nó tạo ra chất xốp. Nhưng mình là hướng dẫn cho cơ bản thì mình vẫn cứ dùng bút tất, nhưng không dùng bay. Hai bức này nó bé, dùng bay bức to hơn thì nó dễ hơn. Bức này khổ 40-50, 40-50 hay 40-60 nhỉ? Đấy, chắc tầm 40-50. Tương tự như ở trên tường thì dưới mặt đường cũng vậy, đều đẩy sáng thêm, và những cái điểm tối thì là những điểm bóng nắng của nó. Đẩy này thì mình cho nó dày dày sơn lên, dày được càng dày sơn thì càng đẹp. Đấy, chỗ nào trắng hồng, chỗ thì trắng vàng, nói chung màu chanh nó hơi nhẹ nhàng một chút, tạo thành độ xốp và nó tạo được cái độ gồ ghề của mặt đường. Cơ bản mặt đường nó không phẳng. Đường này thì nó là một con đường đất rồi. Đấy, mình đi đẩy thêm các cái viên đây như ở viên gạch nát đường ở vỉa hè mà nó bị cỏ mọc, thì nó là màu trắng vàng hồng, chứa màu trắng trắng vàng hồng đan xen những cái chỗ cỏ mọc đấy, thì nó vẫn là màu vàng cộng chút hồng, chút na cây. Cái phần cỏ mọc có như kiểu cỏ úa đấy, chia các viên gạch ra là những cái màu cỏ nó đan xen vào. Đây thì mình lấy bút, nó vẫn là bút cán trắng, mình vẽ thì nó có cái độ tưa tưa sơ sơ, nó không bị cứng. Nếu mà lấy bút mềm vẽ thì nó bị cứng. Có đẩy lại cái cỏ đậm một chút để mình chấm cho nó nổi sáng lên. Đẩy lại cỏ thì mình tăng cam vào. Và lại cái màu bóng bóng đậm để bắt đầu vẽ những cái bóng nó lan ra ngoài kiểu nọt qua khe khe lá, những cành hoa ở trên nó đổ xuống, những con đường nó tự nhiên hơn thì nó sinh động đẹp hơn. Đấy, màu cũ nhưng mà sáng hơn một chút, mình để mình tô lớp 2. Nghe thì gần hết phần 1 rồi, thì mọi người đón xem phần 2 để theo dõi, để tập vẽ theo. À, cái phần này thì là chính là cái màu đường mình lại nén vào, lan lan vào bên trong để nó nọt những khe nắng ở bên trong. Nhiều cái ô cửa bên trên, cửa bên trên nó nọt nắng xuống. Phần này thì lấy bút tỉa cho nó dễ, tại vì nó có những cái vết li ti. Ok mọi người, hẹn mọi người sang phần 2, phần tiếp theo nhé.